Xin chào tất cả các em Hôm nay thầy sẽ cùng các em nghiên cứu về cái chương đầu tiên của cái phần đại số lớp 11 Đó là vấn đề về hàm số lượng giác cũng như là phương trình lượng giác Thế trong cái phần hàm số lượng giác này thì cái công việc đầu tiên mà mà cũng hết sức là quan trọng Trước khi chúng ta học tốt được cái, cái chuyên đề lượng giác này Đó là cái phần công thức lượng giác chúng ta cần phải nắm thế để đi qua cái phần hàm số lượng giác này trước hết thầy sẽ nhắc lại những cái công thức lượng giác mà chúng ta đã đã học và cần phải nắm trước khi chúng ta à, học về vấn đề hàm số lượng giác thế thì trong các hàm số lượng giác ấy, thì chúng ta công thức lượng giác thì chúng ta có rất nhiều cái công thức các em trong đó nó có những cái công thức sau đây và mỗi công thức thì nó có một cái chức năng nhiệm vụ riêng để nó phục vụ cho cái việc giải các cái phương trình lượng giác sau này cái hệ thức đầu tiên à, nó rất là đơn giản mà chúng ta rất thường hay gặp đó là cái hệ thức lượng giác cơ bản ở đây người ta bảo rằng là sin bình phương và cos bình phương này cộng lại thì bằng một à, công thức thứ hai là một trên cos bình phương thì bằng một cộng tan bình phương rồi một trên sin bình phương thì bằng một cộng cô tan bình phương và tan với cô tan nhân với nhau bằng một và các em lưu ý rằng là với cái trường hợp mà một trên cốt bình với một trên sin bình này này cũng như là tan với cô tan này thì những cái đẳng thức này nó chỉ xác trong cái trường hợp là những cái mẫu số này nó khác không, đúng không? thì có nghĩa thì nó mới tính được. thế thì cái vấn đề đặt ra ở đây là người ta cho công thức này là để dùng cái dùng cái gì? thì các em để ý này, trong cái công thức này xét về mối quan hệ giữa cung hàm và bậc, đây cung hàm và bậc đây là ba cái ba cái đối tượng mà chúng ta cần quan tâm trong cái vấn đề hàm số lượng giác cũng như phương trình lượng giác sau này thế thì rõ ràng đó thì cái hệ thức lượng giác này là cái hệ thức lượng giác nó chỉ giúp cho chúng ta chuyển hóa từ cái hàm này qua hàm kia thôi ví dụ như hàm sin chuyển thành hàm cos thôi chứ còn các em để ý cái cung của nó này nó không có gì thay đổi cả cái này ví dụ như sin bình phương đó, là nó có thể tính được theo cốt bình phương nhưng mà vẫn với cái cung ý đó rồi cos bình phương vẫn có thể tính được theo sin bình phương như vậy cái hệ thức này nó giúp cho chúng ta chuyển hóa giữa hàm sin và hàm cốt. cái hệ thức tiếp theo này nó giúp cho chúng ta chuyển hóa giữa hàm tan và hàm cotan à và hàm tan và hàm cos bình phương được chưa tan bình và cốt bình này cái thứ ba là chuyển giữa cô tan và sinh cô tan và sinh như vậy cái hệ thức đầu tiên là hệ thức nó chuyển hóa về hàm này thôi nó biến đổi chúng ta về hàm thôi chứ cung nó giữ nguyên và bậc nó giữ nguyên các em nó không có gì thay đổi về dấu của cái hàm số lượng giác thế các em là để ý là dấu của của hàm số lượng giác đó, thì nó phụ thuộc vào cái cung x này tùy thì, thì cái vị trí của cái cung x mà cái dấu của các hàm số lượng giác nó sẽ mang cái dấu như thế nào thế các em để ý rằng là với một cái đường tròn lượng giác mà chúng ta đã học á, thì để ý rằng là cái đường tròn này cái trục này là trục cốt và trục này là trục sinh này được chưa và người ta chia ra à, chia cái hệ trục này ra làm bốn cái góc phần tư đây là góc phần tư thứ nhất đây là góc phần tư thứ hai đây đây là góc phần tư thứ ba được chưa à, đây là góc phần tư thứ tư đó thế thì với một cái cung x bất kỳ ấy, thì bao giờ người ta cũng biểu diễn được cái cung x nó lên trên cái đường tròn lượng giác là giả sử như cái bất kỳ cái cung lượng giác nào nó cũng lấy góc tại ngay cái điểm chỗ này như vậy với một cung x biểu diễn ly này á thì các em để ý rằng là cái sin của nó sẽ được tính là bằng lấy cái giá trị x này chiếu vuông góc lên cái trục à, cái trục tung này này à, thì trục này người ta còn gọi là trục sin à, thì cái nó đạt cái giá trị tại đâu thì đây chính là sin x và từ cái điểm ngọn của cái cung x này này ta chiếu vuông góc xuống cái trục quanh thì nó cắt cái trục quanh này tại đâu thì đó chính là cos x và cái trục quanh này người ta còn gọi là trục cos thế thì cái góc tương ứng tại cái đầu mút của điểm x đó tính từ cái tia góc ox cho đến cái đây cái cái điểm x này ứng với cái cung tính từ góc là điểm a này này đó thì các em thấy rằng là à, cái 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 góc lượng giác tương ứng đối với cái cung lượng giác ax này nó sẽ cho chúng ta hai cái giá trị sin và cos và nếu ta lấy sin mà ta chia cho cos thì nó sẽ ra gì các em nó sẽ ra tan và lấy cos chia cho sin thì nó ra cô tan Thế thì nếu như cái điểm ngọn của cung x này nè mà nó nằm ở trong góc phần tư thứ nhất thì rõ ràng các em thấy rằng là sin này nó luôn luôn mang dấu dương vì đây chính là con số 0 này, nó nằm phía trên. nè. Và à, cos cốt này nó cũng dương. Được chưa? Như vậy là trong cái góc phần tư thứ nhất á, sin và cốt nó đều dương cả. Cho nên tan và cô tan nó cũng sẽ dương vì tan nó được tính là lấy sin chia cốt và cô tan lấy được cốt chia sin. Trong trường hợp nếu cái điểm x nó cái đỉnh cái cái điểm ngọn của cái cung x của chúng ta đó nó nằm ở góc phần tư thứ hai có nghĩa là cái điểm ngọn nằm ở đây thì cái giá trị sinh này, này nó vẫn là dương đúng chưa nhưng mà cái giá trị cốt bắt đầu nó mang dấu gì em? nó bằng dấu âm ai như vậy ta thấy ở góc phần tư thứ hai à, cái điểm ngọn của cung x nằm ở góc phần tư thứ hai thì sinh dương của âm và do đó tan của tan nó cũng sẽ âm trường hợp thứ ba là cái điểm ngọn của cung x nó nằm ở cái góc phần tư thứ ba đây cái điểm ngọn góc phần tư giả sử như cái cung x của chúng ta nó đây Đấy và cái góc lượng giác tương ứng là góc này đây, chẳng hạn như thế thì cái cung x của chúng ta nó sẽ cho cái giá trị sin trong trường hợp này là âm, đây trường hợp này nó âm và cái cốt trong trường hợp này nó cũng âm luôn, và này, như vậy là trong trường hợp này là sinh và cốt đều âm, do đó tan và cô tan nó dương và trường hợp thứ tư là cái điểm ngọn của cung x nó nằm ở trong góc phần tư thứ tư có nghĩa là cái điểm ngọn của cung x nằm đây thì các em thấy rằng là lúc này cốt nó lại dương và sinh nó lại gì, nó lại âm đúng chưa? Đấy, như vậy là trong trường hợp này dấu của sin và cos như thế này và do đó tan của tan nó cũng âm. Đây là dấu của các cái hàm số lượng giác mà chúng ta cần phải để ý. Vì cái này nó liên quan tới cái tính đơn điệu của các hàm số lượng giác sau này cũng như là các cái giá trị của các cái hàm số lượng giác. Tiếp theo cái vấn đề thứ ba đó là mối quan hệ giữa các cung lượng giác đặc biệt thì trong các cái cung lượng giác với nhau thì nó có nhiều cái cung lượng giác rất là đặc biệt cái cung loại đầu tiên người ta gọi là cung đối hai cung được gọi là đối nhau nếu như tổng của nó là bằng không ví dụ cung x và cung trừ x là hai cung đối nhau. Thế thì à, người ta bảo rằng đối với cung đối ấy, thì à, thì cái dấu trừ ở trong này này có thể đưa ra ngoài được không? thì người ta bảo rằng là đối với cung đối thì chỉ có một mình cái anh cốt này là không đưa ra ngoài được thôi. Còn tất cả các hàm còn lại có thể đưa cái dấu trừ ra ngoài được. Nè. Như vậy à, cung đối có thể quy về cung ban đầu nhưng mà riêng cái hàm cốt này là không đưa dấu trừ ra thôi. Còn lại là nó đưa được về cung ban đầu bằng cách đưa dấu trừ ra ngoài. Nha. Rồi tiếp theo cung tiếp theo người ta gọi là cung bù hai cung được gọi là bù nhau nếu tổng số đo của nó là bằng pi radian hoặc là 180 độ thì ở đây các em để ý rằng là x với là pi trừ x là cộng lại rõ ràng nó bằng pi radian này cho nên hai cái cung này người ta gọi là hai cung bù nhau thế thì đối với hai cung bù nhau đó thì cái cung pi trừ x nó có thể đưa về cung x bằng cách là bỏ cái pi đi đúng không đưa về cung x nhưng mà trong cái trường hợp đưa từ cung pi trừ x về cung x thì chỉ có một mình cái hàm sinh này này thì nó là gì? thì nó không đổ dấu thôi còn lại nó bị đổ dấu hay nè cho nên à. Trong người ta mới nói là cốt thì đối này cốt thì đối có nghĩa là đối với cái cung đối thì cho cốt là không đổ giáo thôi sinh bù có nghĩa là chỉ có cái 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 uh, cung bù thì hàm sinh nó không đổ dấu phụ hai cung được gọi là phụ nhau nếu tổng số đo của nó là bằng pi trên hai radian hoặc là bằng 90 độ thì ở đây ta thấy rằng pi trên hai trừ x và x là hai cái cung nó phụ nhau vì tổng số đo nó bằng pi trên hai thế thì các em để ý rằng là đối với cái cung phụ á thì giữa cung bi trên hai được x nó có thể đưa về cung x nhưng mà khi đưa về thì cái hàm nó sẽ chuyển ngược lại này. Ví dụ sin thì nó chuyển thành cos, à, cos thì nó chuyển thành sin, tan thì chuyển thành cô cotan và cô cotan thì chuyển thành tan. Cho nên người ta nói rằng hai cung phụ nhau thì hàm xuống nó sẽ chéo nhau. Chéo nhau. Đây. cho nên người ta mới nói là cốt đối sin bù phụ chéo. Phụ chéo có nghĩa là chéo nhau về hàm. á Rồi, cái cung thứ tư là cung hơn kém nhau bi ra đi ăn hơn kém nhau bi ra đi ăn ví dụ như giữa cung x và cung bi cộng x là hai cái cung này nó hơn nhau và kém nhau là, là bi ra đi ăn. ví dụ cung bi cộng x là nó hơn cung x bi ra đi ăn và cung x thì kém hơn cung bi cộng x là bi ra đi ăn. thì đối với cung hơn kém nhau đó thì chỉ có tan và cô tan thôi các em này chỉ có tan với cô tan thôi là không đổi dấu thôi còn lại là cung tên đổi dấu hết nè thấy chưa Đấy còn lại là cùng tay đối giáo nghĩa là cái tay nó là sinh cốt này còn lại cùng tay đối giáo đó là à, bốn cái công thức mà chúng ta thường hay gặp ngoài ra thì bốn cái công thức này này thì chúng ta còn có một cái cung nữa đó là cung hơn kém nhau bị tiền hai thì đối với cung hơn kém nhau bị tiền hai thì chỉ có một mình cái hàm sinh này chuyển qua cốt là sinh phụ cộng có nghĩa là gì chỉ có sinh nó chuyển qua thành cốt và và không đối giáo thôi còn lại cốt thì chuyển qua từ sinh cô ta chuyển qua trừ cô ta à, cái này là cô ta chuyển qua trừ tan nha các em thì đó cô tan chuyển qua trừ tan và tan chuyển qua trừ của ta đại các em lưu ý chỗ đó chỉ có một mình cái anh chàng sinh này là không đổi thôi đó là cung hơi kiếm nhau thế thì trong cái à, tính chất của cái hàm sinh và hàm cốt cũng như là hàm cô tan ấy, thì các em để ý rằng là cái hàm sinh và hàm cốt này này những cái cung x và cái cung x mà cộng cho k2b đó k2b có nghĩa là cộng nguyên cho nó một cái vòng tròn ấy thì rõ ràng các em thấy hai cái cung này nó cùng điểm ngọn được gọi là trung điểm ngọn mà một khi nó đã trùng điểm ngọn rồi đó thì sao một khi nó đã trùng điểm ngọn rồi thì sin và cốt của nó sẽ giống nhau đây có nghĩa là trùng điểm ngọn sin cốt nó giống nhau cho nên là giữa cung x cộng k 2 b và cung x thì sin cốt nó bằng nhau cái thứ hai nữa là đối với tan và cô tan thì các em để ý rằng là giữa các cung x và cung x cộng k b Đấy là nó hơn nhau một cái lượng là k lần nửa vòng tròn k lần nửa vòng tròn thì các em để ý là người cho thêm một tí là ở đây ví dụ như cái cái đường tròn lượng giác của mình đây trục này người ta gọi là trục tan này trục này người ta gọi là trục cốt này trục này người ta gọi là trục sinh này trục này người ta gọi là trục tan này thế thì với một cái cung x ở chỗ này giả sử như chỗ này là cung x nha cung x này thì qua ô này ta nối x lên này thì nó cắt cái này chính là tan x này Thế thì giữa cung x này với cung x cộng pi, cung x cộng pi là cái cung mà nó có cái điểm ngọn đối xứng qua. Đây cung x cộng pi là cái cung này đây. Đó, đây là x cộng pi này. Như vậy x mà cộng cho pi thì có cái điểm ngọn đối xứng với cung x này qua góc tọa độ o. Cho nên hai cái điểm ngọn này này nó đối xứng với nhau cho nên cái đường thẳng đi qua O mà đi qua OX này đây. nó sẽ cắt cái trục tan tại ngay một điểm. Vì vậy hai cái điểm ngọn này là đối xứng với nhau qua qua góc tọa độ và khi nó đối xứng với nhau qua góc tọa độ thì tan nó sẽ bằng nhau được chưa và các em lưu ý tan nó đã bằng nhau rồi thì cô tan của nó cũng phải bằng nhau vì tan nó được tính lòng một trên cô tan mà quá này đấy như vậy là lưu ý cái chỗ này một chút nữa là trong cái trường hợp mà nếu cái cung mà nó có dạng là hơn kém nhau một lượng là k lăng 2 bi thì sin cốt bằng nhau và nó hơn kém một lượng là k bi thì tan và cô tan bằng nhau rồi cái công thức thứ tư đó là cái công thức cộng công thức cộng là công thức mà được dùng để phân tích một cái tổng của hai cung hoặc hiệu của hai cung theo các cung thành phần đây chính là công dụng của công thức cộng thế để em để ý rằng là sin thì sin cos cos sin cos thì cos cos sin sin đây ngược dấu này Ở này dấu trừ này sin thì sin cos cos sin dấu cùng dấu cùng là dấu đại cộng thì đây dấu cộng này à, đây dấu cộng thì đây dấu trừ này. đối với cos trong trường hợp cốt mà chỗ này dấu trừ thì chỗ này thành dấu cộng nghe không và trong trường hợp sinh chỗ này dấu trừ thì chỗ này nó thành dấu trừ đấy đây bên này này công thức bên này này thấy chưa nào đó rồi tan 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 của x cộng y thì bằng tan x cộng tan y chia 1 trừ tan x tan y còn tan của x trừ y thì bằng tan x trừ tan y chia một cộng tan x tan y như vậy là giữa cái dấu của cái cái biểu thức này với cái dấu của cái mẫu là nó ngược nhau còn thiên tử là nó cùng dấu được chưa đây nó cùng dấu này đây ngược dấu này Đây đó là công thức cộng là phân tích tổng hiệu của hai cung theo các cung thành phần rồi thế thì khi mà ta cho x này nó bằng y ví dụ như ở đây ta có là x với x thì chỗ này nó thành là hai x này đó thế thì lúc này cái này nó thành là x luôn này cái này nó thành x luôn này như vậy ta sẽ được là sin x cos x cộng sin x cos x có nghĩa là bằng hai lần sin cos thì ta được một công thức người ta gọi là công thức nhân đôi như vậy công thức cộng mà trong trường hợp x bằng y đó, thì nó sinh ra một công thức đặc biệt người ta gọi là công thức nhân đôi như vậy ta có là sin của 2x thì bằng 2 lần sin cos. Trường hợp thứ hai là cos 2x thì bằng cos bình trừ sin bình bằng cách các em thay vô đây chữ y bằng chữ x vô thì nó ra là cos bình trừ sin bình. Nhưng mà riêng cái cốt bình với sin bình thì nó có liên hệ với nhau theo một cái hệ thức là sin bình cộng cốt bình bằng 1. Cho nên các cốt bình này ta thay cái sin bình ra bằng 1 trừ cốt bình thì nó ra là 2 cốt bình trừ 1. Rồi bằng 1 trừ 2 sin bình có nghĩa là cái cốt 2x này có thể tính được theo cốt, theo sin hoặc là theo cả hai sin và cốt. Tiếp theo ta cho x bằng y vào đây thì cái tan này nó thành là hai tan x chia một trừ tan phương x phải Và từ hai công thức này thì ta sẽ rút ra à từ cái công thức này này ta sẽ rút ra một công thức người ta gọi là công thức hạ bậc. Công thức hạ bậc. Đó là gì? Cái công thức này là ta rút à, sin bình phương ra thì nó sẽ là bằng một trừ cos 2x chia 2. Và ta rút cốt bình phương từ cái chỗ này thì ta được là một cộng cos 2x chia 2. Tương tự như vậy ta sẽ có công thức thứ hai đó là cái công thức nhân 3 công thức nhân 3 là trong trường hợp ở đây là cái cái y này nó tới hai lần x tận đúng Thì trong cái trường hợp này sin 3 thì người ta tính ra là bằng 3 sin 4 sin, có nghĩa là 3 sin x trừ 4 sin mũ 3 đó. Còn cos 3x thì bằng 4 cỏn 3 con này, có nghĩa là bằng 4 cos mũ 3 trừ 3 cos x. Thế các em để ý rằng là trong cái công thức nhân đôi và nhân 3 thì nó có cái ưu điểm gì? Thì công thức này nó sẽ có một cái công dụng đó là gì? Chuyển hóa giữa cung và bậc. Giữa cung và bậc. Đó là gì? Nếu mà cung tăng thì bậc sẽ giảm, và ngược lại cung mà giảm thì bậc sẽ tăng đó mục tiêu của công thức nhân đôi và công thức nhân ba đó là gì là chỉnh các cái cung nhân đôi nhân ba về cung x và khi giảm cái cung từ nhân đôi nhân ba về cung x thì bậc của nó sẽ tự động tăng lên thành bậc 2 và bậc 3 đây và ngược lại các công thức nhân đôi và công thức nhân ba thì ta có công thức hạ bậc có nghĩa là từ bậc 2 ta giảm xuống bậc 1 thì cung tự động sẽ tăng lên từ 1x thành 2x. Đó là công dụng của công thức nhân đôi và nhân ba. Tiếp theo chúng ta có những công thức uh, chuyển hóa dưới dạng tổng tích. Công thức thứ nhất là công thức biến đổi tổng thành tích của hai cái hàm lượng giác với nhau. Đây này, từ hai cái hàm để chuyển thành tích của hai hàm này. Hiệu này, được chưa? Như vậy đây ta có là cốt cộng cốt thì bằng hai lần cốt cốt. Thì uh, cốt của cung đường trước nó sẽ là tổng trung bình cộng của hai cung này và đằng sau là hiệu hai cung chia đôi. Cốt trừ cốt thì bằng trừ hai lần sinh sinh. Đây chỗ này là trừ cốt trừ cốt bằng trừ hai lần sin sin nha các em. Chỗ này người ta viết bị nhầm đó. Đây là sin sin. cốt trừ cốt bằng trừ hai lần sin sin. Được chưa? Trừ hai lần sin sin và chỗ này nó thành là trừ hai lần sin x cộng y chia 2 và chỗ này là x trừ y 2. Sin cộng sin thì bằng hai lần sin cốt này. Hai lần sin cos này. Tổng chia đôi hiểu gì đâu cứ nhớ đằng trước là tổng chia đôi đằng sau là hiểu gì đôi đúng không ạ? trừ sin thì bằng hai lần cos sin này. Đấy. Như vậy một lần nữa này cốt cộng cốt bằng hai cos cos cốt trừ cốt bằng trừ 2 sinh sinh, sinh cộng sinh bằng 2 sinh cốt, sin trừ sinh bằng 2 cốt sinh. Đấy nhá. Rồi ngược lại với công thức tổng thành tích thì ta có công thức tích thành tổng. Như vậy ở đây ta mới vừa học xong là cốt cộng cốt thì bằng 2 cốt cốt thì hiển nhiên cốt nhân cốt nó phải bằng 1/2 lần cốt cộng cốt. Đúng này? Đây. Cốt nhân cốt bằng 1/2 lần cốt cộng cốt này. Và các em nhớ trong trường hợp là tích thành tổng á thì những cái cung này nó sẽ là cung tổng hiệu thôi chứ không có tổng hiệu gì đâu như bên này nữa nha. Rồi sinh nhân sinh thì hiển nhiên nó sẽ bằng trừ 1 phần 2 lần cốt trừ cốt này. Đấy dạ? Đấy. Rồi sinh nhân cốt đây. Sinh nhân cốt thì bằng 1 phần 2 lần sinh cộng sinh. Rồi. À, còn cốt nhân sinh thì thì chẳng qua cốt nhân sinh thì nó cũng như sinh nhân cốt mà thôi. Chả có gì khác cả. Thực ra đối với cái công thức này thì chúng ta không cần nhớ. Để cần nhớ công thức này thôi. Đấy. Rồi. Thế thì trên cơ sở của công thức tổng thành tích thì chúng ta có một công thức tổng thành tích đặc biệt. Đó là công thức này ở đây này người ta chỉ dùng cho cốt cộng cốt cốt trừ cốt sinh cộng sinh với sinh trừ sinh thôi chứ không có các công thức nào cho sinh cộng cốt cả thế các em lưu ý trong cái trường hợp mà giữa hai cái cùng x và y này nó giống nhau đó thì sin x cộng cốt x nó sẽ được viết cái dạng một công thức đặc biệt đó là căn 2 sin của x cộng biên tư hoặc là bằng căn 2 cốt của x trừ bình tư còn sin x mà trừ cốt x thì nó sẽ bằng căn 2 sin của x trừ bình tư và bằng trừ căn 2 cốt của x à, cộng bình tư thế thì đây là công thức mà nó giúp chúng ta chuyển từ dạng tổng của hai cái hàm của cùng một cung về một hàm thôi đây này một hàm này một hàm thôi đấy một hàm thôi như vậy từ hai hàm thì nó chuyển về một hàm cho chúng ta rồi ngoài ra thì ngoài ra thì các em sẽ chú ý cho thầy một tí đó là gì là những cái giá trị lượng giác đặc biệt ứng với các cung đặc biệt đây bây giờ trước khi mà đi qua cái phần đó thì ta sẽ vẽ cái đường tròn ra cho nó dễ thấy các em để ý rằng là với mỗi cung lượng giác, điểm gốc của nó nằm ngay vị trí này. Trục này là trục cốt và trục này là trục sin. Thế thì cốt mà muốn bằng không á, thì cái điểm ngọn của cung lượng giác nó phải nằm ngay vị trí này hoặc ngay vị trí này. Thì các em để ý rằng cái vị trí này có nghĩa là tính từ cái điểm gốc của cái cung lượng giác mà từ đây đến đây thì nó sẽ là pi trên hai, đúng không? Như vậy chỗ này là pi trên hai, được chưa? Và từ cái điểm này cho đến điểm này nó chê nhau một lượng là gì các em? Một nửa vòng tròn, có nghĩa là như vậy ta cạo vào có pi trên hai một lượng kb thì nó sẽ qua đây hoặc nó lên đây nếu k là số lẻ thì nó xuống đây ví dụ ta cạo cho một pi thì cái điểm pi hai và cộng pi thì nó ra chỗ này rồi cái cạo tiếp cho hai pi thì nó quay lại đây cạo tiếp cho ba pi thì nó quay xuống đây cạo tiếp cho bốn pi này này như vậy là những cái điểm ngọn mà có dạng pi trên hai cộng kb thì nó làm cho cốt bằng không chỗ này là bằng không được chưa tương tự như vậy cho muốn cho sinh nhớ bằng không á thì cái điểm ngọn của của cái cung lượng giác nó phải nằm ở vị trí hai vị trí này vì hai vị trí này nó chiếu lên cái trục tung nữa mới bằng không được tất các em để nhà tại cái chỗ này thì nó là không radian này không radian và qua bên này thì nó sẽ là một nửa vòng tròn cho nó pi radian qua bên này nữa thì nó là 2 pi qua này là 3 pi qua này là 4 pi qua này là 5 pi tương tự như vậy thì nó sẽ có dạng K thì những cái cung mà có dạng KB ấy, thì nó làm cho sinh bằng không được chưa trường hợp thứ ba là cái trường hợp mà sinh bằng 1 sinh bằng một là nó nằm ngay chỗ này không thôi cái cái điểm ngọn của cùng đường giác nó nằm một chỗ này thôi Thế một chỗ chỗ này thì nó có dạng bị trên 2 mà cộng cho một lần cộng thì không cộng nửa vòng tròn nữa mà ta cộng cho một nguyên một vòng tròn. Ví dụ tới đây nó cộng nguyên một vòng tròn thì nó quay về đây có nghĩa là phải cộng cho k lần 2 pi. Thì thì lúc này sin nó mới bằng 1 được. Đúng Rồi, Rồi tương tự như vậy muốn sin bằng 1 thì cái điểm ngọn nó chỉ có nằm ngay chỗ này thôi. Mà ngay chỗ này thì nó có dạng là 1 2 2 pi, 2 3 pi trên 2 hoặc là ta ghi gọn lại là bằng trừ pi trên 2. Trừ pi trên 2 là cái cung lượng giác mà tính từ đây qua đây đó. Nó lấy cái điểm gốc ngay chỗ đây đó vì nó quay theo chiều âm cho nên nó nhận giá trị âm và ta lấy cái trừ bi trên hai này ta cộng nguyên một vòng tròn hoặc ta bớt nguyên một vòng tròn có nghĩa là cộng cho k hai b thì nó sẽ giữ nguyên cái vị trí đó và nó làm cho cái giá trị của sin này vẫn cứ là trừ một tương tự như vậy cho trường hợp cốt và bằng một và cốt bằng trừ một thì các em thấy cốt bằng một thì cái điểm ngọn chỉ chỗ này thôi mà chỗ này nó có dạng là không mà không mà muốn giữ nguyên chỗ này thì chỉ cộng k hai b thôi có nghĩa là cộng một lần là nguyên một vòng tròn như vậy nhưng mà nó có dạng là k hai pi và tương tự như cốt mà bằng một thì chỗ này sẽ bi cộng k hay b được chưa k hay b thì cốt nó sẽ bằng trừ một có nghĩa là nó chỉ một mình cái điểm ngọn ở chỗ này thôi được chưa nào đây đó là tất cả những cái cái cung lượng giác công thức lượng giác mà chúng ta cần phải để ý như vậy ở đây mỗi công thức thì nó có một công dụng riêng thì nhắc lại một lần nữa nè cái công thức đầu tiên là nó chỉ chỉnh hàm thôi giữ nguyên cung và bậc được chưa cái công thức thứ hai đó là nó chỉnh cung chỉnh cung từ những cái cung đặc biệt ví dụ như cung đối cung bù cung phụ cung hơn kém nhau bi đấy thì nó chuyển từ cung nó qua cung x đây là công thức như vậy chuyển qua rồi công thức tiếp theo là công thức cộng công thức cộng là công thức giúp cho chúng ta phân tích các cái giá trị lượng giá của những cái cung gian tổng hiệu theo các cung thành phần công thức nhân đôi và công thức nhân ba là các cái cung mà nó giúp ta chỉnh cái cung giảm xuống từ 2x 3x xuống cung x và làm cho bậc tăng lên hoặc ngược lại như vậy khi cung giảm bậc tăng và bậc giảm thì cung tăng nè công thức tiếp theo là công thức tổng thành tích và công thức tích tổng là những cái công thức mà nó giúp chúng ta tính các cái giá trị lượng giác ở dưới dạng à, tổng hoặc hiệu của hai cái hàm theo tích của hai hàm hoặc ngược lại vậy nè đây và công thức cuối cùng đó là công thức các cái giá trị đặc biệt này nó sẽ giúp chúng ta tính các cái giá trị lượng giác theo các cái cung sin cos các cái 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 hàm sin cos theo một một hàm sin và cos thôi đó là các cái nội dung liên quan về công thức lượng giác bây giờ chúng ta sẽ đi qua à, cái cái các cái hàm số lượng giác mà chúng ta sẽ học Thế thì cái hàm số lượng giác đầu tiên mà các em phải nắm ở đây đó là hàm số sin x. Trong các hàm số lượng giác chúng ta có bốn hàm số. Thế hàm số y bằng sin x là cái hàm số nó có dạng như thế này. Và ở đây x là tùy ý. Các em để ý như thế. Tập xác định của nó là R. Và về mặt giá trị thì các em để ý rằng là sin x thì nó chỉ có nhận giá trị trên cái khoảng từ trừ 1 đến 1 thôi. Nó không có vượt ra ngoài được. À, và theo cái tính chất của cung đối chúng ta biết rằng là chỉ đối với cung đối thì cái dấu trừ của cái sin này có thể đưa ra ngoài được cho nên về tính chất cái hàm sin này nó là một hàm số lẻ mà một hàm số lẻ thì luôn luôn nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng cái thứ hai nó có tính tuần hoàn và tuần hoàn với chu kỳ là 2 pi và các em lưu ý ở đây là tuần hoàn có nghĩa là nó sẽ lặp lại về mặt giá trị có nghĩa là sin của à, x mà cộng 2 pi cộng 2 pi thì nó bằng sin x không? nó bằng sin x thì cái tính này người ta gọi là tính tuần hoàn và nếu cái giá trị này là một số dương nhỏ nhất mà làm cho cái giá trị này lặp lại thì người ta gọi là chu kỳ được chưa nè đấy thì con số 2 b này là con số nhỏ nhất mà nó làm cho cái sin x cộng 2 b này nó quay về sin x như ban đầu thì người ta gọi là tuần hoàn chu kỳ 2 b nha yeah. hàm số sin x có một số các giá trị đặc biệt đây là sin x bằng 0 sin x 1 sin x 1 thì những cái này là chúng ta đã nói ở trên cái công thức rồi về mặt đồ thị thì hàm sin x nó có hình dáng như thế này đây các em. đây hình dáng như thế này và nó nhận cái góc tọa độ ô này làm tâm đối xứng vì nó là một cái hầm lẻ và các em rõ ràng các em thấy là à, theo một cái khoảng cách 2 bi thì giá trị của sin nó lặp lại ví dụ như chỗ này là bi điên hai thì cái sin nó bằng một này như vậy sau một cái chu kỳ mà từ đây đến đây là cộng thêm một cái lượng là 2 bi nữa đó bi điên hai cộng hai bi là ra năm bi hai này thì cái giá trị sin nó lại lặp lại cái chỗ này thì cái này người ta gọi là tuần hoàn nó bị lặp lại giá trị và cái đoạn từ đây đến đây người ta gọi là một chu kỳ đó nè. Đấy. Còn cái giá trị mà xin nó thay đổi như thế nào thì do cái cung nó quyết định. Do cung nó quyết định. Ví dụ ta thấy rằng là ở đây cái đường tròn lượng giá của mình đây, cái trục này nó là trục sin đó nè. Và một cái cung x. Đây, x nó chạy từ 0 này. Các em để ý, x nó chạy từ 0 mà lên tới biên 2 thì cái sin nó chạy từ 0 lên 1 này. Đúng không? Chạy từ 0 đến 1. Đây x chạy từ 0 đến 2 bình 2 thì xin nó chạy từ 0 1 này. đó lên này hóa nè 0 1 này. đó lên, này. Đó, lên. nó tăng lên nha rồi tiếp từ bi đến 2 mà nó chạy xuống tới bi nó chạy lên tới bi này. Đó, từ bi 2 này thì lúc này sin nó lại chạy từ 1 xuống 0. Đây nó chạy từ 1 xuống 0. Đó, Được yeah. chưa? Rồi từ bi cho đến 3 bi đến 2 thì sin bắt đầu nó giảm xuống từ 0 đến từ -1. Đây. Từ bi đến 3 bi đến 2 nó giảm xuống đi. Và tiếp tục từ 3 bi đến 2 nó quay tới 2 bi thì sin nó lại chạy từ 0 đến à, 0 đến 1. À, từ trừ 1 đến 0 nhé từ từ một học đó có nghĩa là chạy từ đây này đó như vậy là đây nó đi hết đúng một cái chu kỳ này thì cái đây là hình dáng của đồ thị trong một chu kỳ thì hình dáng đồ thị trong chu kỳ tiếp theo là bằng cách lấy cái phần đồ thị này nè ta sẽ tịnh tiến nó đi một khúc là 2 pi radian đây có nghĩa là lấy nguyên cái phần đồ thị này ta vẽ lại trong một chu kỳ 2 pi nữa thì nó sẽ là một cái hình dáng như thế này đó có kiểu như này đó đây à đây nó đi xuống luôn nha nó đi xuống luôn cái rồi nó đi nè đấy có nghĩa là nó sẽ lấy nguyên cái hình dáng này nó bỏ qua thì các em để ý như vậy và tương tự như cái phần đường trước đây chính là hình dáng của đồ thị hàm số y bằng sin x vì vậy các em trong cái phần này các em để ý cho thầy là về mặt giá trị nằm trong đoạn trừ một một nó là hầm lẻ và tuần hoàn chu kỳ 2 pi là được được chưa nào tiếp theo là hàm số y bằng cos x thì hàm số mà y bằng cos x thì giá trị của nó cũng nằm trong đoạn trừ một một và đối với cái cung đối đấy thì hàm cốt nó không có gì thay đổi về mặt giá trị cả cho nên cái hàm này người ta gọi là hàm số chẵn và nếu nó một cái hàm số chẵn thì nó nhận cái trục tung làm trục đối xứng à, Rồi hàm cốt nó cũng tuần hoàn với chu kỳ 2 π luôn vì ta có trong công thức rồi Trong cái phần công thức lượng giá cốt của x mà cộng k 2 π thì bằng cốt x Đúng này. Thì uh, giống như hàm sinh thì hàm cốt nó cũng tuần hoàn với chu kỳ 2 π về mặt giá trị đặc biệt thì cốt có ba cái giá trị đặc biệt là 0, 1 và trừ 1 và đây là các cái cung tương ứng. Còn đồ thị của hàm cốt thì nó là cái đồ thị như này. À bây giờ để cho nó tiện trên cái phần biến đổi gọi là sự đơn điệu của hàm số cos đây là code này. Thế thì bây giờ đầu tiên ta lấy cái cái phần từ 0 nha, xuất phát từ 0 ta quay nguyên vòng tròn thử coi cái giá trị cos thay đổi thế nào. Đầu tiên từ 0 cho đến pi 2, đây, cái cung x mà chúng ta chạy từ đây này đó, thì cái code nó chạy từ 1 cho đến 0. Đây. Từ 1 đến 0, đây. Được chưa? Rồi, từ pi 2 mà nó quay tới pi này thì code nó nhận giá trị từ 0 cho đến từ -1. Đấy. Đây nó chạy xuống -1 được chưa? Rồi từ pi cho đến 3pi/2 đến thì cốt nó lại là từ -1 đến 0. Đây, nó nó chạy lên, nó chạy lên nó tăng lên này. Đừng điều tăng lên này. Rồi từ 3pi/2 đến pi đến thì nó chạy lại từ 0 đến 1, có nghĩa là từ 0 nó chạy lên từ 1, nó tăng lên. Đúng chưa? Như vậy các em thấy rằng là đây là cái hình dáng của đồ thị hàm cos trong một chu kỳ là 2pi của nó, là nguyên một vòng tròn này. Như vậy cái đoạn từ đây này là một lượng là 2pi là nguyên một chu kỳ. Thế thì bây giờ cái đồ thị của nó trong cái chu kỳ tiếp theo ví dụ từ 2B đến 4B thì em lấy nguyên cái phần đồ thị này cái em vẽ lại thôi. Đây nó như này, nó nó xuống ra rồi nó lên. Đấy nó lên lại, đó kiểu như thế. Rồi tiếp tục đằng trước này chúng ta cũng vẽ y như vậy là nó sẽ ra cái đồ thị của hàm cốt. Được chưa? Rồi. Cái hàm tiếp theo người ta gọi là hàm y bằng tăng x. Thì hàm mà y mà bằng tăng x á thì nó được xác định trên cơ sở là thương của hàm sinh chia hàm cốt và để cho cái hàm số này nó xác định thì lưu ý là cốt nó phải khác không mà cốt nó khác không có nghĩa là x nó phải khác pi điên hai cộng kb vì hồi nãy chúng ta đã biết rằng là cốt mà muốn bằng không á cốt mà muốn bằng không thì cái điểm ngọn phải nằm đây mà hai cái điểm ngọn này nó tạo thành một cái họ có dạng là pi điên hai cộng gì pi điên hai cộng kb được chưa đấy như vậy là cốt mà muốn khác không thì x phải khác pi điên hai cộng kb đây chính là tập xác định của nó rồi, còn cái hầm tan thì đối với cung đối ấy, thì hầm tan này vẫn có thể đưa dấu trừ ra ngoài được cho nên người ta bảo hàm hầm tan là một hầm số lẻ. Được chưa? Và hầm tan thì tuần hoàn với chu kỳ pi thôi. Nó chỉ tuần hoàn trong một cái nửa đường tròn thôi. Vì ta biết rằng là đối với những cái cung x á, mà sau khi mà chạy nguyên một nửa vòng tròn thì nó lặp lại hai cái điểm ngọn này đối xứng với nhau qua góc tọa độ ô cho nên là nếu mà trục này trục tan thì cái giá trị tan của nó nó sẽ trùng nhau đấy. Được chưa nào? Đấy thì các em để ý như vậy. Hàm số tan thì nhận các giá trị đặc biệt là 0, 1 với trừ 1 Thì để ý là tan x bằng 0 nghĩa là x bằng kb Mà tan x bằng 1 thì x bằng pin tư cộng kb Tan x bằng trừ 1 thì nó là x bằng trừ pin tư cộng kb Thì cái này cũng khá là đơn giản Trong các phần lượng giác chúng ta sẽ học sau à, Rồi về mặt đồ thị thì các em để ý đồ thị của hàm tan thì nó nó, nó bị đứt đoạn Vì tại những cái điểm pin 2 cộng kb này nó không xác định Ví dụ chúng ta xét trong cái chu kỳ bi là tính từ trừ bi 2 đến pi 2. Đây là cái đường tròn lượng giác của mình này. Thầy sẽ vẽ cái đồ thị để các em thấy là trong cái đường tròn lượng giác của mình nó trục này là trục tan này. Và xét trên cái khoảng từ trừ bi trên 2 này. Miết cho đến bi trên 2. Đây pi 2. Như vậy trong các khoảng mà từ trừ bi 2 đến bi 2 thì các em thấy là với một cái cung x, đây là x nha, điểm ngọn của nó đây nha. Thì cái cái nối từ O đến X thì nó cắt cái trục tan tại đây thế các em thấy là khi x mà nó ở còn càng, càng dưới pi trên hai này x từ trừ pi trên thì nó sẽ là âm vô cùng âm vô cùng nhưng mà khi mà x mà nó chạy lên đây ấy, thì bắt đầu cái giá trị tăng này nó sẽ tăng theo nó tăng theo như vậy cái đồ thị hàm xuống nó sẽ tăng và tại x bằng không này thì tăng nó sẽ bằng không tăng sẽ bằng không như vậy cái đồ thị của hàm tăng trên cái chu kỳ từ từ trừ pi trên 2 đến pi trên hai trong một cái chu kỳ thì đồ thị nó như này nó là một cái hàm tăng đồ thị của lúc nào nó cũng tăng trong một chu kỳ cả như vậy từ b đến hai ba b hai là nguyên một chu kỳ này ta vẽ lại cái đồ thị y như vậy đấy là nó ra đồ thị hầm tan như vậy nói chung hầm tan là một hầm tan được chưa nè trong từng chu kỳ của nó nó là một hầm lẻ nữa nhưng mà nó nhận cái góc tọa độ ô này làm tâm đối xứng được chưa nào và cái hàm cuối cùng mà chúng ta phải học đó là hàm cua Tức tất hàm y mà bằng cô tăng x là cái hàm nó được xác định bằng à, tỷ số giữa cos chia sin và cái hàm cô tăng này muốn có nghĩa thì sin phải khác không và các em lưu ý rằng là đối với cái trục sin mà muốn bằng không thì cái điểm ngọn phải nằm đây và nằm đây và hai cái điểm ngọn này nó tạo thành một cái họ có dạng là kpi thì chưa cho nên là ở đây là muốn cho cái hàm cô tăng này có nghĩa thì x phải khác kpi đây chính là tập xác định của nó cái thứ hai nữa là cái hàm cô tăng nó có cái đặc điểm đối với cùng đối thì cái dấu trừ vẫn đưa ra ngoài được cho nên là cái hàm cô tăng này nó vẫn là một hàm lẻ cái trục cô tăng là cái trục này các em đó cái trục này và với một cái cung x điểm ngọn nằm đây thì muốn tìm cô tăng chúng ta nối cái điểm x với cái góc độ đồ này thì ở đây chính là cô tăng x này tăng x như vậy xác trên một cái chu kỳ mà từ à, từ không đến pi hoặc là pi đến không thì à, từ từ bi đến không thì ta sẽ vẽ cái đồ thị sau nha rồi về tính tuần hoàn thì các hàm cô tăng này cũng tuần hoàn với chu kỳ pi rồi hàm cô tăng cũng nhận các giá trị đặc biệt này còn về đồ thị nó như thế này các em đây bây giờ ta vẽ trong một cái chu kỳ từ không đến pi nhé đây là từ không pi này từ 0 đến pi này đây các em thấy này. Thế từ 0 á thì cái hàm cotan nó đang ở trạng thái cộng vô cùng. Rồi, khi mà x mà nó tăng lên từ 0 đến pi và tại pi trên 2 này cotan nó sẽ bằng 0. Đến pi thì cotan nó chạy tới âm vô cùng. Như vậy xét về mặt đơn điệu á thì hàm cotan nó là một cái hàm giảm trên cái một cái chu kỳ từ 0 đến pi Được chưa? Đây. À, từ 0 đến pi thì đồ thị của nó này nhận cái trục tung này là một tìm cận sau đó nó đi tới pi trên 2 là nó bằng 0 này và nó chạy xuống tới bi thì nó sẽ làm cái trục này là tiệm cận đó nè đấy và từ tư, tương tự như vậy từ bi cho đến 2 b thì ta vẽ cái đồ thị giống y chang như thế vì nó bị tuần hoàn lại mà nó lặp lại về mặt giá trị trong một cái chu kỳ và đó chính là đồ thị của hàm cua tăng như vậy về mặt tính chất một lần nữa hầm cua tăng nó là hầm lẻ và nó là một đơn điệu giảm trong mỗi chu kỳ còn hàm tan thì nó là một cũng hàm đơn điệu lẻ và đơn điệu tăng trong một chu kỳ thế thì đó là tất cả các cái lý thuyết về công thức lượng giác cũng như là hàm lượng giác mà các em phải nắm trước khi chúng ta đi qua cái phần bài tập về vấn đề hàm số lượng giác thế thì tiết học và về lý thuyết đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại các em trong các cái phần bài tập ở các tiết sau